Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Everest nhé, dòng xe SUV gầm cao 7 chỗ của nhà Ford. Với cái chính sách cam kết giá của các đại lý thì ở thời điểm này thì dòng xe Ford Everest lại được tăng lên, không còn nhiều, có nghĩa là tăng giá không có nhiều cái chính sách như thời điểm trước. Với hai cái phiên bản, đó là cái phiên bản Titanium 2 cầu và phiên bản Titanium 1 cầu. Còn phiên bản Sport và phiên bản Ambient thì hiện tại là chưa bị vào cam kết. Nên thời điểm này anh em nào mà muốn lấy xe với cái mức giá tốt nhất, cạnh tranh nhất thì nghiễm nhiên là tranh thủ đi. Vì một ít ngày nữa thôi là cái chính sách cam kết giá nó sẽ thực hiện với cái phiên bản Sport nữa. Thì anh em lại không còn cái giá tốt để sở hữu, đúng không ạ? Dù sao thì giá như thế nào thì cũng có một cái điểm chung thôi, là thị trường bán sao thì em bán vậy. Nhưng mà với cái việc về thu mua những cái dòng xe cũ, xe lướt thì em có thể là hỗ trợ bán cho anh em cái dòng xe mới nó có cái mức giá tốt nhất cũng như là cạnh tranh nhất anh em nhé. Thì Ford Everest này sẽ có 5 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Ambient này, phiên bản Sport, phiên bản Titanium 1 cầu, phiên bản Titanium 2 cầu. Phiên bản Wildtrak thì hiện tại thực sự là nó cũng gọi là hết xe rồi, cũng đang đón chờ cái dòng xe Everest Platinum thôi, đúng không ạ? Vậy chi tiết về khuyến mại và lăn bánh của dòng xe Ford Everest như thế nào thì em sẽ đi vào chia sẻ ngay bây giờ để cho anh em có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Everest Titanium 4x4 nhé. Bản này thì đang có mức giá là 1.468.000.000. Hiện tại đại lý bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm tương đối sâu về tiền mặt, cũng như tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản, bao gồm dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.592.000.000. Trả góp thì đang là 407.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.562.000.000, trả góp thì đang là 377.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.544.000.000, trả góp thì đang là 359.000.000. Đó. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói nhé, thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại thì cái bản Titanium 2 cầu này thì bên em đang có sẵn màu đen và một xe màu trắng để có thể giao luôn. Còn anh em nào mà muốn lấy những cái màu khác ấy thì anh em sẽ phải ký chờ đâu đó vào khoảng một tuần thôi là sẽ có xe về để giao cho anh em nhé. Đó. Hiện tại thì bên em đang có những cái chính sách giá bán tốt nhất để cho anh em nào mà có nhu cầu đổi xe cũ để lấy xe mới thì em bên em sẽ thu mua lại. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Everest Titanium 4x2 AT. Bản này thì nó gọi là bản cầu, đang có mức giá là 1.299.000.000. Hiện tại cái chính sách giá bán thì ở thời điểm này nó cũng bị cam kết giá nên là nó cũng không có nhiều cái chính sách nữa anh em ạ. Thực ra là nó không có nhiều chính sách nên là kể cả anh em có du di được thì thực sự là nó cũng chỉ là một ít thôi. Nên là anh em lưu ý là trước khi gọi cho em, nếu mà cảm thấy cái tổng lăn bánh của em nó hợp lý, cảm thấy ok thì anh em hãy gọi, không thì cũng có thể là bỏ qua video giúp em anh em nhé. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị cho em là 1.402.000.000, trả góp thì đang là 361.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.376.000.000, trả góp thì đang là 335.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.358.000.000, trả góp thì đang là 317.000.000. Đó, đây là cái phiên bản một cầu. Anh em không mua nhanh thì nghiễm nhiên là cái chính sách giá bán này nó sẽ không còn nữa đâu anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Ford Everest Sport. Bản này thì đang có mức giá là 1.178.000.000. Hiện tại bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm tương đối là sâu về tiền mặt. Còn mức sâu như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em đi. Thì lúc đấy em gửi bảng tin nhắn bánh chi tiết thì anh em dễ hình dung nhất anh em nhé.
Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.272.000.000, trả góp thì đang là 328.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.248.000.000, trả góp thì đang là 304.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1.245.000.000, trả góp thì đang là 286.000.000. Đó, đây là cái phiên bản sport anh em ạ. Và bản này bên em đang có sẵn xe màu đen để có thể giao luôn. Còn các xe màu khác thì anh em cũng phải ký chờ nhé. Nhưng mà cái phiên bản này nó sẽ phải đợi đâu đó tương đối là lâu anh em ạ. Đâu đó chỉ em chỉ hứa hẹn là giao trong tháng này thôi. Còn đâu bảo là giao ngay thì thực sự thời điểm này sẽ không có. Thì đang có màu đen để giao ngay, còn các xe màu khác thì không có đâu anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Everest Ambient. Bản này thì đang có mức giá là 1.099.000.000. Hiện tại cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.183.000.000. Trả góp thì đang là 307.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.161.000.000. Trả góp thì đang là 285.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.183.000.000. Trả góp thì đang là 267.000.000. Với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Mức lãi suất năm đầu tiên đâu đó vào khoảng 0.8% của một tháng, các năm tiếp theo vào khoảng 1% của một tháng. Nhưng đối với anh em mà có những cái điều kiện nương chuyển khoản và có hợp đồng lao động thì hoàn toàn có thể được hưởng cái mức lãi suất đâu đó 0.5% của một tháng thôi. Nên là anh em nào mà mua qua trả góp thì vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ cũng như là chia sẻ chi tiết trên những cái cuộc gọi anh em nhé. Đó, em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Good.